đây luôn, là cái như là mình khỏe khoắn và mình sẽ được có một cái sức cái sức lực vô biên của quý vị nha. Đây là trong đây nó dịch là ngủ gì đâu phải, nó không phải là ngủ đang gì đâu quý vị, mà nó đặt là giống như là nó là thập đan thập gì đó, thập cường quốc đan nha, thập cường quốc đan cho quý vị nha. Đây là thập cường quốc đan, thập cường quốc đan. Cái này là có rất là nhiều cái tinh chất giúp cho chúng ta là được. Ai mà đang quỳ lụy cơ thể, suy nhược cơ thể, mới bệnh dậy từ trong bệnh viện mổ ra, hoặc là đang có những cái căn bệnh làm cho chúng ta bị suy nhược tinh thần và bẩm sinh suy thoái, và những ai bị ho lao hay là bị có những cái máu huyết không lưu thông, bị tê tay tê chân, thì nó cũng giúp hỗ trợ cho quý vị nha. Xin một thâu lấy một cái này, mình đã có bài rồi thì có thể lấy lên cho quý vị. Đây là cái sản phẩm mà tôi mãn gửi đến cho quý vị, đây là thập cường quốc đan cho quý vị nha, rất là đặc biệt nha, rất là đặc biệt. Thập cường quốc đan một hộp của nó là quý vị mua một hộp là 150, và quý vị mua hai hộp trở lên á, cái mã đặc biệt á, là hôm nay một hộp 150, cái mã đặc biệt gửi đến quý vị á, chỉ có 69.95 đồng thôi. Cái này là quý vị, nó là tinh cốt tổng hợp dược thảo giúp cho chúng ta ai đang bị suy nhược tinh thần cũng như là suy thoái cơ thể, hay là ai đang gặp những trở ngại là bị teo tay teo chân và hơi thở và tim mạch không đều và sức khỏe không năng lực, yếu đuối, quỳ lụy cái cơ thể của mình và không có sức sống. Chẳng hạn như chúng ta ngủ dậy mà chúng ta muốn làm một cái gì đó mà chúng ta không có sức để mà tiếp tục đi ra ngoài để mà làm một cái gì đó, vận động cái gì đó, mà luôn luôn hay có một sự cản trở làm cho chúng ta không có, nha quý vị nha. Cái giá của nó là 150 đồng mà chúng tôi đang bán quý vị là 120. Giá đặc biệt ngày hôm nay đó nha, giá đặc biệt là chúng ta gửi đến quý vị chỉ có 69.95. Xin phòng thông sửa lại nha quý vị nha. Cái này mà ai mà nó đặc biệt một cái điều của mã có thể chia sẻ với quý vị đó, là ai mà có bệnh ung thư đó mà muốn luôn luôn, quý vị biết đó, là cơ thể chúng ta mà nếu có sức lực, có mạnh khỏe thì chúng ta sẽ chống lại rất là nhiều bệnh. Thì cái này nó không có chất kẽm, những ai bị ung thư đó uống cái này không thành vấn đề, tại vì nó không có cái chất kẽm ở trong đây, cho nên là quý vị uống vào sẽ đem lại cho quý vị nhiều sức khỏe cho quý vị nha. Hôm nay các bạn gửi đặc biệt quý vị chỉ có 69.95, giá hôm nay đặc biệt sale chỉ có 69.95. Không biết cái bản giá mà có thể thay đổi được chưa đó, xin quý vị gọi vào ngay nha. Đây rất là đặc biệt, 69.95 cho những người nhà ngay, đặc biệt chỉ có 69.95 mà chúng ta sẽ có một sản phẩm giúp cho sức khỏe rất là cao. Dạ hello, gọi vào ngay quý vị ơi. Dạ được ạ. Dạ alo, biết nhà. Dạ 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 vâng. Rồi lấy hai hộp. Dạ vâng. Rồi cảm ơn nha, hai hộp rồi. Quý vị biết á, là cái sản phẩm này á, là Tú Mã đã bán, là cái như ai cũng là để nói là tại sao bán rẻ dữ vậy nha quý vị nha. Đó, Tú Mã xin quý vị lưu ý là sản phẩm này rất là rẻ tiền, là Tú Mã đưa đến cho quý vị, là đó quý vị thấy á, là nó rất là rẻ, đó là rất là rẻ thưa quý vị, đó là nó có những cái chỗ bán là cái như là cực kỳ rất là cái giá rất là cao như quý vị nha. Đó, cái này là mã đem đến cho quý vị là luôn cả ngay tại trụ sở của những cửa tiệm của Hàn Quốc, họ cũng đang bán cái sản phẩm này mà tôi mã nói rằng là nó nổi tiếng vô cùng. Nó được sản xuất, nó được chế biến và sản xuất của năm 1963 như quý vị nha, năm 1963, và đã được lưu truyền cái bài tin dược thảo này đến
rất là nhiều người chuyển bên Hàn Quốc và đã được tham khảo qua rất là nhiều cái ngành y, đã chấp nhận rằng cái sản phẩm này đem lại sức khỏe cho người đời. Thưa quý vị nha, rất là hữu hiệu, nhất là ai mới mổ xong hay là bị ho lao tay chân yếu đuối. Thưa quý vị nha, xin quý vị gọi vào ngay. Cái giá của nó đang cao lắm, mà không phải là tiền kiếm vốn chỉ có 69.95 mà thôi. Thưa quý vị nha, rất là rẻ. Dạ hello. Dạ. Dạ rồi. Rồi lấy. Rồi lấy 3 hộp. Dạ. Dạ 3 hộp. Dạ. Nếu mà có bạn lấy 3 hộp thì 199 đồng thôi nha. Rồi. Rồi cảm ơn ạ. Đây là thập cường quốc trang như quý vị nha. Rất là đó là nó là tinh cốt, để chứ là nó là thuộc về tinh cốt tổng hợp. Là quý vị thấy đó, nó bao gồm bao nhiêu cái thành phần và cũng như cái công dụng của nó, nằm bên tay phải quý vị có thể chụp hình là để mà quý vị thấy được cái sản phẩm nó hữu hiệu như thế nào. Thưa quý vị, đó chị Vy Lan có thể đọc cho quý vị. Đây là một loại là cao cấp đặc đặc ở cái quý vị nha, nó gồm có đông trùng hạ thảo nè, xà hương nè, nhân sâm, trầm hương, nhung hương, nấm linh chi, táo đỏ, rồi lộc nhung, quả sơn phóng lớn ra dùng đi, quả sơn thù du, rồi cam thảo, rồi hoa mẫu đơn, rồi rễ của cây hoàng quế vân vân. Thấy cái bài chú cái bài cho chú nghe một câu. Đó, thật ra là đây là một cái sản phẩm mà rất là nhiều nhân phẩm, chúng mình thấy toàn là những cái loại dược thảo quý hiếm nha. Nhân sâm, trợ trả hương, rồi nhung hưu, rồi lọc nhung, rồi quả mâm xôi, dầu hạt nho, bột sữa, chú vân vân. Với những cái thành phần như vậy, đây chúng ta có sản phẩm là thập cường quốc đan. Nó có trên 10 vị dược thảo mà bây giờ điều giúp cho quý vị nào mà bị hoa mắt, chóng mặt nè, rối loạn tiền đình nè, đau ngửa đầu, thiếu máu não, giảm stress, cân bằng huyết áp, phòng chứng đột quỵ, cũng như là làm cho cái hoạt huyết lưu thông, tuần hoàn máu. Đó, quý vị nào đang có những căn bệnh và liên quan đến huyết áp, liên quan đến máu ở trong ở máu, rồi bị rối loạn tiền đình, có nghĩa là những khi mình bị nghẽn, không có được lên cho lưu thông máu đó quý vị, thì với sản phẩm thập cường quốc đan này sẽ giúp cho máu huyết lưu thông, rồi cân bằng huyết áp của chúng ta, giảm đi stress rất là nhiều, giảm đi cái chứng hoa mắt chóng mặt nha quý vị nha. Bây giờ chỉ còn có 69.95 mà thôi, mỗi quý vị gọi vào ngay để mà được cái giá đặc biệt của thập cường quốc đan nha quý vị. Trong này cái hàm lượng rất là cao và đem lại sức khỏe cho chúng ta nha quý vị. Dạ, ai mà sử dụng cái sản phẩm này không phải là chỉ có là sức khỏe không, vô biên không, mà nó còn đem lại cho chúng ta được một cái làn da rất là đẹp như quý vị nha. Đó, xin quý vị gọi vào để mà được cái sản phẩm tốt như vậy nha quý vị nha. Giá chúng tôi đang có rất đặc biệt, chỉ có sức đó là 150 đồng mà chúng tôi bán được quý vị 120 hôm nay cũng phải đặc biệt, chỉ còn có 69.95. Xin phòng tôi ghi lại dùm, luôn luôn là có cái ba cái giá đó quý vị, là 150 đồng mà sale là 120, hôm nay đặc biệt chỉ còn có 69.95 mà thôi thưa quý vị nha. Xin gọi vào. Gọi vào ngay 714-290-5902 và 408-499-7523. Từ 150 đồng bây giờ chúng tôi ngày hôm nay chỉ còn 69.95 mà thôi, chúng tôi gọi vào ngay 714-290-5902 và 408-499-7523 để đem sản phẩm này cho quý vị nha, cao cấp đậm đặc, rất là nhiều những loại truyền tạo quý giá. Rồi cảm ơn nha. Dạ lấy 2 hộp. Dạ cảm ơn nhiều. Dạ đúng rồi. Rồi. Dạ lấy 1 hộp. Dạ. Ba hộp hả? Ba hộp thì còn 199 đồng nha. Dạ, cái gì 201. Dạ. Đúng rồi. Rồi cảm ơn. Dạ luôn đi làm nha. Rồi để hộp. Dạ rồi. Lấy 1 phần ạ. Rồi quý vị nào mà muốn có và cái gì là có ông bà cụ lớn tuổi nhà đó đang bị ung thư, đang bị yếu đuối, tay chân không khỏe và rất là nhiều cái vấn đề bệnh tật trong cơ thể, thì xin hãy lấy những cái sản phẩm hay đến cái sản phẩm thông cường quốc đan này để mà tăng sức khỏe cho mình.
cho quý vị nha. Xin quý vị gọi vào số điện thoại trên màn hình. Rồi nếu quý vị nào có muốn được cái giá rẻ hơn nữa và tốt hơn nữa, mà đây là cái sản phẩm là nó có đặc biệt đó, là quý vị là nó có ngày tháng hết hàng rõ ràng cho quý vị nha. Chứ nhiều khi quý vị mua mà không có ngày tháng lên là cái đầu khách cứ hỏi hoài là không biết ngày nào đó. Rồi đây là cái loại đặc biệt để dành cho cái sức khỏe của mình. Rồi xin quý vị gọi vào thêm một lần nữa 714-290-5902 và 408-449-7523 quý vị nha. Gọi vào cái thập cường quốc đa biệt chỉ còn 69 đồng, dạ, rồi. 5 cho một hộp mà thôi nha quý vị. Dạ rồi. Gọi vào ngay quý vị ơi, 714-290-5902 và 408-449-7523 mua 3 hộp, 199 đồng. Dạ. Này xeo đặc biệt của quý vị nha. Rồi lấy một hộp, rồi cảm ơn nha. Alo, rồi. Không cái nào đó là quyết định, muốn lấy một cũng được, lấy ba cũng được nha. Rồi, cảm ơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua sản phẩm khác nha. Cái này nó rất là, cái như ai mà yếu đuối, ai không thể thao được, rồi bệnh tật trong cơ thể. Cái này là dành giúp cho chúng ta, thí dụ quý vị nào mà nhiều khi tuổi lớn không có cái sức để ôm cái người vợ của mình, ôm một cái người thân của mình, hay là âu yếm trong một cái sự đắm say, tại mình là con người mà, mình có trái tim, mình có cái sức sống về tình cảm, mình có nước, mình có giọt nước mắt, mình có những cái đắng cay, mình có cái sự vui vẻ, có rất là nhiều, nhưng mà chúng ta nhiều cái chúng ta không có cái năng lực để mà tạo ra cái hơi ấm, cái ấm áp, mình ôm một người vợ hoặc là có một cái cảm xúc gì đó quý vị mong muốn được thì đấy, mà lại không được là vì sức khỏe mình lớn tuổi hoặc như thế nào đó, mình bị hoạn nạn hay là vân vân yếu đuối, thì chúng ta sử dụng cái tinh cốt thập cường quốc đan này theo quý vị nha, để tăng cái sức khỏe của mình. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm khác trong cái ngày hôm nay.